Cây thông đẹp quá. Đã về với chủ, quý vị ạ. Thông rất đẹp này. Cái chất thông rất thích này. Mập, thông hai lá. Nó cái những cái búp của nó rất là mập. Chơi rất là cảm xúc. Cái này rất. Chào quý cô bác anh chị đến với chợ cây cảnh Vạn Phúc Hà Đông nha. Ồ, cây gì kìa? Nhìn thấy cây gì kìa? Bằng lăng à? Có phải bằng lăng không? Bằng lăng nhỉ? Bằng lăng đấy. Bằng lăng. Bằng lăng đúng không? Bằng lăng núi á. Nhìn xa tưởng ổi nhỉ. Cây này mà có hoa thì đẹp. Về mình ít thấy có hoa lắm. Ở trong kia nó hoa nó nở rực kìa. Chắc có lẽ mình cắt nhiều quá đấy. Làm nhiều quá, cắt nhiều. Dành cho ai thích cái đồ lạ lạ. Già như da ổi. Cái nào? Cái à, đây chân ở dưới không ạ? Chân ở cao thì mua cái thân thì... À thì phải gãi đấy ra. Đây, thân đáng làm, thân đã có thân. Đang nuôi đó không ạ? Chưa gãi. Chân đầy dưới. Một cây hay đấy. Nhưng mà nó hơi bị lạc dòng một tí quý vị. Thì là làm võng cái kén người chơi. Nhưng mà nó là một cây đẹp. Nhìn cái cục này cứ tưởng là đá. Nu của nó này. Làm cái tay của nó bay bay ra một tí đẹp. Một cái tay bay ra. Cây ra thì đẹp. Nó đỡ bị đều cây quá. Nhìn tưởng là đá luôn này. Đây là một cây này bay dài ra thì bay dài theo đi. Đấy. Đuổi dài nó phải phóng ở tầm này. Em bằng lăng này bao nhiêu anh? 15 triệu. 15. Cái mà giấy đẹp nha. Đẹp quá, giấy đẹp quá. Bác này bác ấy thích cái cây tùng ở trên xe kìa. Một bên tùng, một bên cây dâm bụt thái, đẹp. Sang bên
chỗ tình yêu cũ này tí xem nào. Bây giờ lá cái này cũng được phết đấy quý vị. Đấy, bây giờ nó cũng ổn ổn hơn rồi. Lắc được cái ngọn sang bên kia. Có lẽ là phải giật đôi nhịp nữa nhưng mà nó có hình có hài rồi. Đấy. Dáng quá đẹp luôn quý vị. Quay mạnh chưa? Này. Ăn con này bóng đẹp này. Hả? Bóng đẹp thì bán được mưa nam mới trời rồi. Giờ mình ngủ đô đây mà chết này. Sao được chứ? Không. Không à? Qua đi. Không. Giờ mình mưa lào ở đâu đây mà mình tặng cười. Sao cười đẹp này. Chân em sẽ cười mà mình không lên đơi được. Chân bệ dáng dấp thế này ngon đấy. Quê ngon mà. Không lên đơi được. Đi nữa phải đi lên đơi. Lên đời à? Chứ không xuống đời à? Mình đi chợ hàng nào cho ăn. Tùy hàng. Đây này, hai hàng này. Hàng nó non. Ngon đấy. Non nhìn xanh bực. Này, nhưng mà non. À, giá rổ thôi. Tay làm trông chán quá. Lớn bùi bé mềm. Đấy, một cây. Lớn bùi bé mềm. Như củ sắn. Bì. Lớn bùi bé mềm. Bì như củ sắn. Phải điền không? Thấy ông ấy bảo điền. Hả? Ông mà cái này điền. Điền đấy, khả năng điền đấy. Thế mà là sinh quê điền không còn điền. Điền nữa. Nghe thắng chén đi. Bao nhiêu? Biết đâu. 25 à? 25 củ. Đó. Con này nó kinh đấy, bốc anh à. Khói hương. Kiểu khói hương đấy anh hiểu không? À. Xoắn khói hương ấy. Đẹp đấy. Dưới to ấy. 25 củ Ninh nhỉ? Đúng không? Cái này là 26 triệu 8. À 26 triệu 8 anh em nhé. Thắng. 26 8 đẹp đúng không? Thắng vừa nãy là bao nhiêu mà? Anh thắng có phải chủ cây. Đúng rồi, đi hỏi thắng. Còn cây này thì bao nhiêu? Cây này thì chắc nhiều tiền đây này. Cây này là xanh quê 35 triệu anh ạ. 35 triệu. À thế cũng không phải là nhiều tiền. Đây. Rồi, tắc đường luôn đấy. Tắc đường nào, nhau rô. Quá nhỉ, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 thân. Rồi, xem mấy anh khách đến chơi, để báo cả lá cây. Kéo mai ngủ bán mẹ đi. Còn đá đẹp ghê. Đây là gọi là lắc cái gạo tốt đấy. Đá này. Cái này gọi là cây tự nhiên rồi. Hả? À? Là cây tự nhiên để lên đá đó. Quốc tế đấy. Quốc tế thì là đâu lấy làm đấy. Kinh à, quả này nó ăn vào đá khiếp chưa? Không cần anh lắm quê rồi nhỉ? Lắm giả điện chứ cơ. Gọi là thế giới cây cảnh, vựa. Lắm giả điện chứ. Đây là cái nào lên thì bê. Cái xe là chỉ có hạn. Con này nhiều tiền không? Anh Mạnh ơi, lâu lắm mới gặp nhỉ? Con này nhiều tiền đấy, đẹp đấy. Anh tiền mua đi. Lả lơi nha. Quá đẹp. Bây giờ nhà cũng nhiều quá rồi. Đang muốn bán này. Chứ nhìn thì rất là thẹp nhưng mà nhà không có chỗ để. Quay thoải mái. Rồi. Đẹp dai thế mà ngại à? Kinh không? Anh em mà thích cái form cây tự nhiên không?
rất là dị cây, dị cây. Thắng này, xem nào, thắng này. Thắng, thắng này toàn phôi đẹp. À, xin chào. Hôm nay anh em đi bán à? Đẹp quá. Cây đá này là bao nhiêu nhỉ? 35 triệu. Cây này cũng 35, cây này cũng 35. Đẹp. Hoàn thiện cây. Cây này rất phiêu. Đẹp. Cây này 26 triệu 8 này. Ok anh em nhé, kết thúc buổi chợ hôm nay ở đây. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị, cô bác, anh chị ở phiên chợ mới tiếp theo. Đi uống nước đây, mỏi chân mỏi tay lắm. Đấy, cây thông đẹp quá. Đã về với chủ, quý vị ạ. Thông rất đẹp này. Cái chất thông rất thích này. Mập, thông hai lá. Cái những cái búp của nó rất là mập. Chơi rất là cảm xúc. Cái này rất. À, được. Có cái gì rồi? Có nước rồi.